Vâng, xin kính chào các bác. Em bên xưởng Đúc Đồng Tư Phúc. Ngày hôm nay thì xưởng em giới thiệu cho các bác một bức tranh đồng với tích là cuội. Cặp loa đã có chủ nhân các bác nhá. Cặp loa thành lý. Em bán cho bác khách ở Bắc Linh, nhưng bác lại chuyển vào trong Đồng Lai hay trong Nha Trang ấy. Mang tết alo, bác chỉ cần gọi là đặt trên ô tô thôi cho nó kêu. Giá này thì đúng rồi, không bằng cái tiền công anh em. 6, 7, 8, 10. Khá hay các bác. 6, 7, 8, 10. Ok rồi bác ơi. Cảm ơn bác Hùng nhá. Cảm ơn bác Hùng. Bác Hùng xa lộ đây, bác Hùng xa lộ chuyên mua những sản phẩm để ô tô. Khoảng 400 à. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Em chỉ lấy cái tiền gọi là tiền anh em xử lý với cả đây nhá. Vỏ một chiếc này rất là đẹp, dưới thì nó xấu. Đấy, dưới xấu. Đấy. Loa nhái các bác nhá. Nói luôn bán hàng. Nói luôn đây là loa nhái. BB nhái California Việt Nam. Đấy, chứ không phải Mỹ với Nhật đâu. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đóng bưu điện cho bác. Em còn đang có những sản phẩm thanh lý tiếp theo. Cảm ơn các bác nhé.